sông. Một đời sắt son nguyện làm con Thiên Chúa, một đời khiết trinh nguyện yêu Chúa hết tình, một đời tín trung nguyện tôn vinh Thiên Chúa, một đời mến yêu làm chiến sĩ tông đồ. Xin xin đi ơi, xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa khôn vời. Xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa muôn đời. Một lòng vững tin chịu nhiều bao thứ thắng, một lòng quyết tâm nguyện đi theo chân Chúa, phần thương lớn lao đơn phúc tư đạo. Xin xin đi ơi, xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa khôn vời. Xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa muôn đời. Đời sắt son nguyện làm con Thiên Chúa, một đời khiết trinh nguyện yêu Chúa hết tình, một đời tín trung nguyện tôn vinh Thiên Chúa, một đời mến yêu làm chiến sĩ tông đồ. Xin xin đi ơi, xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa khôn vời. Xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa muôn đời. Một lòng vững tin chịu nhiều bao thứ thanh, dù phải đơn đau từ bao những cực hình, một lòng quyết tâm nguyện đi theo chân Chúa, phần thương lớn lao đơn phúc tư đạo. Xin xin đi ơi, xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa khôn vời. Xin xin đi ơi, xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa khôn vời. Xin xin đi ơi, như khúc tình ca ngợi đến Chúa muôn đời. Phong Si-ô-phi-la-tô
sanh ra trên và tám xa xuống ngục khổ tâm ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống nay nên trời ngự bên hữu đức Chúa Cha phép các vô cùng ngày sau, bởi trời đại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này đã thánh công công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Thánh Nữ Giê-xu-ri A Vinh Hiển Đồng Trinh và Thứ Đạo của Chúa Kitô, chúng con cảm phục lòng can đảm của Thánh Nữ đã tuyên xưng đức tin trước sự vất hại nghiêm trọng, và tình yêu đại lượng của Thánh Nữ đã dám dâng mạng sống mình để làm chứng cho lòng tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Cùng với Thánh Nữ, chúng con cảm ơn Chúa về những hồng ân kỳ diệu mà Chúa đã ban cho Thánh Nữ để làm cho đời sống của Thánh Nữ trở nên thanh khiết và đẹp lòng Chúa. Giữa sự giàu sang thuộc về Thánh Nữ, con cảm ơn Chúa về đặc ân Ngài ban cho Thánh Nữ được đón nhận triều thiên vinh hiển của Thánh Tử Đạo. Lạy Thánh Cecilia, con cũng cảm phục sự kinh kiện của tình yêu đã thắt chặt Thánh Nữ với Đấng Cứu Độ. Điều ấy thật lớn lao trong con mắt của Thánh Nữ hơn tất cả mọi tình cảm của loài người. Để Thánh Nữ có thể tuyên bố chính mình trước những kẻ thù của giáo hội rằng: tôi là hiền thê của Chúa Kitô. Xin Thánh Nữ cầu bầu cho chúng con biết nói gương Thánh Nữ hầu có thể giữ gìn thân xác chúng con trong sạch và linh hồn thanh thiện. Có hầu chúng con có thể yêu mến Chúa Giê-xu với hết cả trái tim. Trong thời đại đầy những sự tìm kiếm thú vui nhưng thiếu đức tin, xin dạy chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin và sẵn sàng hy sinh bản thân để thực hành niềm tin. Hầu nhờ gương sáng của mình mà chúng con có thể dẫn đưa người khác tới gần Chúa Kitô và giáo hội mà Ngài đã sáng lập, để cảm tạ Chúa về những ân huệ đã ban cho Thánh Cecilia. Xin đọc kinh lạy Cha, kinh mừng, sáng danh, lạy Thánh Nữ Cecilia đồng trinh từ đạo của Chúa Kitô. Xin cầu cho chúng con. Amen. Nguyện cầu Thánh Cecilia cho con nói theo nguyện đức sống trong niềm tin, trọn đời phó thác sắc son một niềm trung tín, ca vang ân tình cuộc sống đẹp hy sinh.
Cecilia là đấng thánh của Thiên Chúa và của cả giáo hội trên toàn thế giới. Cách riêng là đấng quan thầy bảo trợ của ca đoàn giáo miền giáo xứ Bái Xuyên thành lập chúng con. Ngài còn là Đức Thánh Du đã đến với các giáo họ trong giáo xứ giáo miền Bái Xuyên thành lập. Và Ngài đã ở với họ nhà xứ chúng con trong suốt năm vừa qua. Và giờ này, ca đoàn giáo miền giáo xứ chúng con đang quy tụ nơi đây để xin Thánh Lữ cùng với chúng con lên đường tiến về tân giáo xứ thành lập, nơi mà danh của Thánh Lữ đã gắn liền với giáo xứ và ca đoàn thành lập suốt 70 năm qua. Và giờ này chúng con xin Thánh Lữ trở về và ở lại với họ nhà xứ thành lập. Chúng con xin Thánh Lữ cùng đồng hành và gìn giữ chúng con trên suốt đường bước đón Thánh Lữ. Chúng con xin Thánh Lữ ban cho ca đoàn giáo miền chúng con được tổ chức mừng lễ tạ ơn và hoan ca mừng sinh nhật ca đoàn Cecilia lần thứ 5 chiều hôm nay tại giáo xứ thành lập được mọi sự bình an và được như ý. Đồng thời, con cũng xin đại diện cho ca đoàn Cecilia giáo miền Bái Xuyên thành lập xin cảm ơn cha xứ Giuse, quý ban mục vụ họ nhà xứ Bái Xuyên đã cộng tác với ca đoàn An Tôn lưu giữ linh ảnh Thánh Nữ Cecilia trong suốt năm vừa qua và hôm nay lại tạo điều kiện tốt cho ca đoàn chúng con được đón linh ảnh của Thánh Nữ. Và ngày 22 tháng 11 chiều hôm nay, nhân dịp mừng lễ tạ ơn và hoan ca mừng sinh nhật lần thứ 5 ca đoàn Cecilia giáo miền Bái Xuyên, chúng con xin Thánh Nữ cầu bầu cùng Chúa ban cho mọi gia đình trong họ nhà xứ Bái Xuyên, cha xứ Giuse, quý ban mục vụ và ban ca đoàn An Tôn họ nhà xứ Bái Xuyên chúng con luôn được bình an, mạnh khỏe, hiệp nhất, đoàn kết, cùng được phát triển kinh tế và đời sống đạo đức và đức tin luôn được triển nở theo thời gian. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn cha xứ Giuse, quý ban mục vụ và cộng đoàn họ nhà xứ. Và giờ đây, cho ca đoàn chúng con xin phép để cho cuộc rước linh ảnh Thánh Nữ Cecilia của ca đoàn xuống tân giáo xứ thành lập được bắt đầu. Xin mời các chuông và cuộc rước bắt đầu chúng ta di chuyển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầy vui sướng hát lên bài ca thiêng. Nguyện xin cùng Thiên Chúa ban muôn hồng ân nơi đoạn con xa vời, được thêm lòng yêu Chúa, giữ tâm hồn trong trăng, hiệp dâng lời ca hát lên Ngài tòa uy linh, dâng Chúa toàn năng. Xuyên xuống tận giáo sư Thành Lập, và sau đó chúng ta chuyển từ lên Viên Kiệu. Xin được ca đoàn Thành Lập chúng ta. Cha và con và Thánh Thần đồng chim và tứ đạo của Chúa Kitô, chúng con cảm động bằng can đảm của Thánh Nữ đã tuyên xưng đức tin trước sự bách thái nghiêm trọng, và tình yêu khải lượng của Thánh Nữ đã dâng dâng mạng sân mình, đừng cho lòng tin vào lòng Chúa. Cùng với Thánh Nữ, chúng con cảm ơn Chúa về những hồng ân kỳ diệu mà Chúa đã ban cho Thánh Nữ để làm cho đời sống Thánh Nữ trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Giữa sự giàu sang thuộc về Thánh Nữ, con cảm ơn Chúa về đặc ân Ngài ban cho Thánh Nữ được đón nhận triều thiên vinh hiển của Thánh Từ Đạo. Lạy Thánh Cecilia, con cũng cảm phục sự tinh tuyền của tình yêu đã thắt chặt Thánh Nữ với đấng cứu độ. Điều ấy thật lớn lao trong con mắt của Thánh Nữ hơn tất cả mọi tình cảm của loài người, để Thánh Nữ có thể tuyên bố chính mình trước những kẻ thù của giáo hội rằng: tôi là hiền thê của Chúa Kitô. Xin Thánh Nữ cầu bầu cho chúng con biết noi gương Thánh Nữ, có thể giữ gìn thân xác chúng con trong sạch và linh hồn thánh, có hầu chúng con có thể yêu mến Chúa Giêsu với hết cả trái tim, trong đời đời đầy những sự tìm kiếm vô vui nâng theo đức tin. Xin dạy chúng con biết các nạn nhân xưng đức tin và sẵn sàng hy sinh bản thân để mà chúng con có thể dẫn đưa người khác
chúng con. Yêu mến, có vang ơn tình điệp.
phúc đời xin vâng. Hân hoan mừng ai lạy Thánh Cecilia, cung đàn thương mến hòa vang khắp nơi gần xa. Trọn đời mến Chúa, đời thiên ngàn muôn khúc tình con. Theo gương của Ngài, thành điệp khúc tình mến vang hòa. Nguyện cầu Thánh Cecilia cho con nói theo nhân đức sống trong niềm tin, trọn đời khó thao sắc son một niềm trung tín, cả bao ân tình cuộc sống đẹp hy sinh, ân hoan thank you.
Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện tri ân chủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày 22 tháng 11 hàng năm, Giáo hội cho chúng ta mừng lễ để kính một vị thánh trinh nữ tử đạo, đó là Thánh Cecilia. Thánh Cecilia theo lịch sử để lại cho chúng ta, Ngài đã có gia đình. Thế nhưng người đã cảm hóa người chồng và người em trai của người chồng đó trở nên khí phụ để làm việc truyền giáo. Và là một thánh nữ đã có gia đình nhưng lại vẫn giữ được nét trinh khiết của mình. Quả thật là một tấm gương cho chúng ta noi theo. Một trinh nữ đã sống 30 năm trên tuổi đời, nhưng lại là tấm gương sáng cho tất cả các ca viên trên toàn thế giới. Chúng ta biết rằng không phải chỉ giáo miền Bái Xuyên chúng ta mới nhận Thánh nữ Cecilia làm quan thầy của ca đàn ca viên, mà Thánh nữ Cecilia đã làm quan thầy của các ca đoàn ca viên trên toàn thế giới. Ở nơi Tòa Thánh Vatican cũng có một ca đoàn. Ca đoàn đó cũng được gọi tên là ca đoàn Cecilia. Đây là tấm gương cho chúng ta trong đời sống của các ca viên để phục sự Chúa trong lời ca tiếng hát, để tôn vinh Chúa bằng chính tâm hồn cầu nguyện của mình bằng lời ca tiếng hát. Xin Thánh nữ Cecilia chuyển cầu cho tất cả mỗi người chúng ta là các ca viên trong các ca đoàn được noi gương Thánh nữ, sống tinh thần phục vụ, hy sinh, nhất là trong hoàn cảnh xã hội của chúng ta hôm nay. Hy sinh luôn luôn là điều cần để chúng ta làm tôn vinh Chúa trong bổn phận là các ca viên của mình. Hôm nay trong không gian của giáo xứ thành lập, chúng ta đang thấy thời tiết cũng có nhiều những chuyển động, nhưng chúng ta tin rằng tất cả mọi tâm tình chúng ta dâng lên Chúa trong giờ phút này, đó là tôn vinh Thiên Chúa trong thánh lễ, trong tất cả những cử hành của chúng ta. Chúng ta xin với Thánh nữ Cecilia chuyển cầu cho tất cả những công việc chúng ta đang tổ chức được mọi sự tốt đẹp, nhất là thời tiết được thuận lợi bình an, để việc chúng ta tôn vinh Chúa được mọi sự tốt lành. Cộng đoàn chúng ta cũng hiệp ý trong thánh lễ hôm nay cùng với những gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn Phêrô, Giuse, Maria, Gioan, Anna và các linh hồn tổ tiên nội ngoại, những gia đình xin tạ ơn Thiên Chúa và xin ơn bằng an cho gia đình và con cái. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, nói việc, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng con tôn vinh Chúa,
Cha toàn năng. Thank you.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền. Và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Vì kẻ tố cáo anh em của ta ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô. Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Đó là lời Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói hay làm sao, phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, nhưng là thầy thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, ý đồ, lời em Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các ca viên trong giáo miền Bái Xuyên, xứ Thành Lập, cùng với các giáo họ thân mến, trước hết, chúng ta chiêm ngắm về tấm gương của các thánh tử đạo. Có thể nói rằng, mỗi một vị thánh tử đạo mà giáo hội tuyên phong, các ngài đều là những chứng nhân của đức tin rất oanh liệt. Chúng ta chỉ chiêm ngắm các thánh tử đạo tại Việt Nam, chúng ta đã thấy các ngài vô cùng vững mạnh trong đời sống đức tin của các ngài. 117 vị thánh tử đạo Việt Nam cùng với một vị chân phước Andre Phú Yên, các ngài đều đã chết trong đức tin của các ngài. Và những hình ảnh hay những cách thức mà vua chúa quan quyền tra tấn các ngài đều là những tấm gương cho chúng ta để chúng ta noi theo. Các thánh tử đạo đã làm tấm gương cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải
thành thật mà nhìn nhận những hình thức mà vua chúa quan quyền tra khảo các ngài, hành hạ các ngài và giết các ngài cũng rất dã man. Chúng ta thấy ở các thánh tử đạo tại Việt Nam có những hình thức tra tấn vô cùng là ác liệt, ví dụ như người ta gọi là những hình thức tùng xẻo, hay những cái cách thức người ta gọi là voi dày, ngựa xéo, rồi những hình thức lăng trì, chém đậm xử trảm, hay là trôi sông, hay là phải chết nắng ngoài trời. Rồi biết bao nhiêu những cái cách thức mà vua chúa quan quyền đã trao khảo các ngài với mục đích làm cho các ngài nản chí để mà từ chối đức tin. Riêng đối với thánh nữ Cecilia, chúng ta đọc thấy trong tiểu sử của ngài, ngài là một con nhà giàu có quyền quý, và ngài cũng đã được kết hôn cùng với một người chồng xứng vai, vừa đôi phải lứa, cũng là gia đình quyền quý. Nhưng Cecilia lại được giáo dục trong một đời sống đức tin mạnh mẽ nơi gia đình đạo đức của ngài, nên những danh vọng quyền quý đó không làm cho đời sống đức tin trở nên mất đi, mà ngài còn mãnh liệt để sống đức tin và với một lòng quảng đại để giúp đỡ những người tín hữu khác, và ngay cả những linh mục, những người đang sống trong đời sống giao giảng tin mừng. Cecilia được thấm nhuần trong đời sống đức tin từ một gia đình đạo đức, đạo hạnh như thế. Mặc dù đã có gia đình, có người chồng, thế nhưng Cecilia lại giữ được sự trinh khiết trong đời sống hôn nhân gia đình. Và không phải chỉ một mình Cecilia, mà cả người chồng và người em chồng cũng trở nên một khí cụ mà Thiên Chúa dùng để giúp những linh mục, những tu sĩ đang sống trong đời sống giao giảng đức tin cho muôn dân. Cuối cùng thì Cecilia đã chấp nhận chịu chết để rồi trở nên khí cụ tuyên xưng đức tin của mình. Xét trong đời sống cá nhân, Cecilia là một người Chúa ban cho được ơn với cái tài được thể hiện trên các phương tiện, các khí cụ, nhạc cụ để ca tụng Thiên Chúa. Và chúng ta luôn luôn được chiêm ngắm Cecilia đang ngồi trước một cây đàn phong cầm vĩ đại để tôn vinh Thiên Chúa trong cái khả năng thiên phú mà Thiên Chúa đã ban cho ngài. Ngài được chọn làm quan thầy của các ca viên, các ca đoàn, không phải chỉ nơi ca đoàn chúng ta mà ở nơi toàn thế giới. Tại sao mà ngài lại được cái đặc ân đó? Bởi vì Thiên Chúa đã trao cho ngài cái sứ vụ để thánh hóa lời ca tiếng hát, thánh hóa những cái nhạc cụ, không phải chỉ là trên phương diện giải trí hay là tôn phong những con người biết sử dụng nhạc cụ để mua vui cho đời, đem lại cái giá trị tinh thần. Thế nhưng Cecilia còn thánh hóa nó để trở nên khí cụ ca tụng Thiên Chúa. Và không phải chỉ một mình Cecilia mà còn rất nhiều những tấm gương khác đã noi gương ngài để tôn vinh Thiên Chúa trong khả năng ơn ban, chúng ta gọi là thiên phú mà Thiên Chúa ban cho con người chúng ta. Đây quả thật là một cách thức vĩ đại mà chúng ta là những ca viên phải học nơi tấm gương của thánh nữ Cecilia. Trong đời sống gia đình, Cecilia làm tấm gương cho chúng ta trong sự trinh khiết. Trong đời sống hy sinh phục vụ, Cecilia làm gương cho chúng ta trong lời ca tiếng hát để ca tụng Thiên Chúa. Trong những ơn mà Chúa ban cho mỗi con người, Cecilia làm gương cho chúng ta để biết quy hướng tất cả những khả năng mà Thiên Chúa ban để ca tụng Chúa, chứ không phải chỉ để mưu ích cho riêng bản thân mình hay đi tìm những cái cách thức khác để tôn vinh mình và kiếm cho cái cuộc sống của mình được phong phú hơn như chúng ta thấy trong hoàn cảnh xã hội của chúng ta hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các ca viên thân mến, các anh chị đang là những người sống trong đời sống phục vụ, là những ca viên, có lẽ hơn bao giờ hết chúng ta hiểu được cái sự khó khăn của chúng ta. Nếu như chúng ta hy sinh, chúng ta cũng phải biết thu xếp từ công việc gia đình. Nếu như chúng ta hy sinh,
chúng ta cũng phải biết thu xếp ngay chính đời sống hôn nhân của chúng ta. Nhiều khi chúng ta chưa đủ khôn ngoan như Thánh nữ Cecilia, nên những sự hy sinh của chúng ta có gặp những sự khó khăn. Nếu như trong một gia đình mà cả hai vợ chồng, anh chị đều tham gia là ca đoàn, ca viên, đây cũng là sự thuận lợi. Nhưng nếu như chúng ta chỉ có một mình, một người chồng hoặc một người vợ tham dự ca viên, có lẽ chúng ta cũng gặp khó khăn hơn, bởi vì là ca viên của ca đoàn, chúng ta cũng phải hy sinh. Không phải chỉ bản thân mình, mà cả gia đình chúng ta cũng phải hy sinh để chúng ta có thời gian đi học hát, hy sinh đi phục vụ. Học hát rồi, nhưng mà lại còn phải có tinh thần hy sinh phục vụ nữa. Bởi vì thánh lễ luôn luôn cần những lời ca tiếng hát của các anh chị. Như Thánh Agostino hay là Thánh Ambrosio đã nói với chúng ta, một lời ca không phải chỉ là một lời ca mà còn kèm theo đó một lời cầu nguyện. Và Thánh Agostino nói với chúng ta rằng hát một lần là cầu nguyện hai lần. Nếu như chúng ta có một lời ca tiếng hát đạo đức, thánh thiện, tốt lành, chúng ta sẽ đưa cả cộng đoàn vào với lời ca tiếng hát của mình để tôn vinh Thiên Chúa. Một thánh lễ mà có những ca đoàn hát thánh thiện, tốt lành, nâng nhiều, kéo nhiều tâm hồn được lên với Chúa, thì chúng ta không phải chỉ là hai lần mà có thể lên tới cả hàng triệu lần. Bởi vì thánh lễ, có những thánh lễ lên tới hàng triệu người tham dự. Và vì thế nên chúng ta có bổn phận rất là cao cả trong lời ca tiếng hát của mình, để không những tôn vinh Thiên Chúa mà còn giúp cho cộng đoàn cùng với mình ca khen Thiên Chúa trong lời ca tiếng hát. Sứ vụ cao trọng là như thế, nhưng sự hy sinh thì lại cần cần đến nhiều hơn. Thế rồi chúng ta cũng phải thấy được rằng lời ca tiếng hát còn phải đi đôi với những tiếng đàn, với những nhạc cụ, với những khí cụ khác. Và vì thế nên, việc tập duyệt, việc hòa tấu, đây là điều mà chúng ta phải hy sinh rất nhiều khoảng thời gian để cho chúng ta được làm công việc phục vụ Chúa được tốt trong tất cả một cái bản nhạc, lời ca, khí cụ được trở nên đồng điệu, đồng hóa với nhau để tôn vinh Thiên Chúa. Quả thật, dâng một thánh lễ mà có những ca đoàn, ca viên hát sốt sáng, những nhạc cụ hòa tấu sốt sáng, sẽ làm cho chúng ta không phải chỉ là sự tôn vinh Thiên Chúa, mà chính bản thân chúng ta cũng được thánh hóa trong lời ca tiếng hát, trong thánh lễ với sự sốt sáng như vậy. Biết được như thế, nhưng chúng ta phải hy sinh rất nhiều. Hy sinh từ nơi bản thân, hy sinh nơi gia đình, hy sinh tất cả mọi sự. Thánh nữ Cecilia quả là một tấm gương sáng cho chúng ta, để chúng ta noi gương Ngài. Được Thiên Chúa phú ban cho mình những ơn ban trong cái khả năng để ca từ ca tụng Thiên Chúa, không phải chỉ là lời ca tiếng hát mà còn nhạc cụ, Thánh nữ Cecilia đã làm gương cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các ca đoàn, ca viên thân mến, noi gương Thánh nữ Quan Thầy, chắc chắn chúng ta còn học được rất nhiều những khía cạnh khác bởi đời sống đức tin, bởi sống kiên vững của Thánh nữ. Là một Thánh nữ không phải chỉ làm bổn mạng cho các ca viên, mà Ngài còn là một vị Thánh tử đạo, hy sinh tất cả mọi sự, thậm chí cả mạng sống mình cho Chúa, là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Hôm nay cùng với tất cả các ca viên, tôi được biết là lên tới hơn 200 ca viên của giáo miền Bái Xuyên thành lập. Hôm nay chúng ta mừng lễ Quan Thầy Cecilia. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta có được tấm lòng đạo đức, thánh thiện, sốt sáng như Thánh Quan Thầy Cecilia, để tất cả mọi sự chúng ta tôn vinh Chúa trong khả năng Chúa ban, trong ơn mà chúng ta gọi là ơn thiên phú, để chúng ta tôn vinh Chúa bằng lời ca tiếng hát, bằng nhạc cụ, khí cụ của chúng ta. Ước mong tất cả tâm tình đó chúng ta dâng lên Chúa, để qua lời Thánh Nữ truyền cầu được những ơn lành trong ngày lễ bổn mạng hôm nay. Ước mong được như vậy. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng lên, chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Anh chị em thân mến, Thánh nữ Cecilia đã từ bỏ của cải và lạc thú trần gian để hiến dân trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa. Đời sống thánh thiện của Ngài đã thuyết phục được nhiều người tin theo Chúa Kitô. Chúng ta hãy ca tụng Chúa và cùng với Thánh nữ Cecilia dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Thánh Cecilia đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Đức Kitô. Xin cho mọi thành phần dân Chúa can đảm vượt thắng cám dỗ trần gian, gìn giữ tâm hồn trong sạch và hân hoan thực thi thánh ý Chúa, để ngày càng thuộc trọn về Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Cecilia cùng thiên thần hộ thủ ca ngợi Chúa bằng những thánh thi. Xin cho anh chị em ca viên trong ban ca đoàn, toàn giáo xứ Bái Xuyên biết ngợi khen Chúa, vừa bằng tiếng hát đầy tâm tình đức tin, vừa bằng cuộc sống đầy yêu thương, để hướng tâm hồn nhiều người về Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ đức tin, chúng ta được việc lớp trong một hội thánh. Xin cho các ân nhân của ban ca đoàn luôn được Chúa ban tràn đầy hồng ân xác hồn, và những ai đã qua đời được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Thánh Cecilia đã dành cho Chúa một đức tin và tình yêu thật lòng làng. Xin cho cộng đoàn chúng ta cũng biết noi gương Thánh Cecilia, hết lòng mến Chúa, yêu người, để luôn được ở trong tình yêu cứu độ của Chúa hôm nay và muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một mẫu gương đức tin, đức ái và đức khiết tịnh toàn vẹn nơi Thánh nữ Cecilia. Xin cho chúng con nếu không thể sống khiết tịnh hoàn toàn như Ngài, thì cũng biết nhiệt thành sống đức bác ái mà thể hiện đức tin qua lời ca tiếng hát và qua việc phụng thờ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin đổ tràn ân phúc mà thánh hóa những lễ vật này và xin đốt lên trong lòng chúng con chính ngọn lửa yêu mến xưa đã làm cho thánh nữ Cecilia lướt thắng mọi cực hình thể xác và trung thành với Chúa mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chưng để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô, máu của thánh nữ từ đạo Cecilia đã đổ ra, bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa. Qua đó Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, cùng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các đạo binh thiên quân, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Ôi trời ơi, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên vạn tầng trời, Chúa công đáng ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên vạn tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã ban cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thân phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin dâng lên hội Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sốt đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúc con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha quan năng. Trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa kiêu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giao nguyện rằng. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Cùng chàng. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy chị em Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Sức mạnh tinh thần xưa đã làm cho thánh nữ Cecilia trinh nữ tử đạo thắng mọi gian khổ để trung thành với Chúa mãi đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy Cha và cộng đoàn cùng an tọa. Trọng kính Cha xứ Giuse, kính thưa ban mục vụ hai giáo xứ giáo họ, kính thưa cộng đoàn hiện diện. Trong bầu không khí hân hoan và niềm vui được tổ chức mừng thánh lễ quan thầy Cecilia lần thứ 5 tại giáo xứ thành lập hôm nay, anh chị em chúng con thật sự vui mừng và sốt sáng từ các phần công việc chuẩn bị, trọng tâm là thánh lễ và buổi họp mặt đã được Cha xứ cho phép và chúng con được tổ chức. Giờ đây để nói nên lời tạ ơn Chúa, tạ ơn Thánh nữ Cecilia, cảm ơn Cha xứ cùng ban mục vụ cũng như cộng đoàn hiện diện, con xin được trân trọng giới thiệu một anh đại diện cho năm đơn vị ca đoàn sẽ nên có những tâm tình tạ ơn. Xin được trân trọng kính mời anh. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Trước tiên, con xin gửi lời chào tới, lời chúc tới quý cha, quý cộng đoàn, lời chào, lời chúc trân trọng nhất. Trọng kính Cha xứ Giuse, kính thưa quý cố, kính thưa quý ban mục vụ hai giáo xứ giáo họ cũng như cộng đoàn hiện diện, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và thánh quan thầy Cecilia trinh nữ tử đạo, trước hết con xin thay lời cho 193 anh chị em ca viên ca đoàn của giáo miền Bái Xuyên cùng nhau hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho mỗi anh chị em chúng con được ơn trọng đại hiếm có là trở thành ca viên của mỗi đơn vị ca đoàn, được cùng nhau dâng tiếng hát lời ca để tôn vinh danh Chúa. Chúng con xin được cảm ơn Cha xứ Giuse đã định hướng sắp xếp cho chúng con được tổ chức mừng lễ thánh quan thầy lần thứ 5 thật sốt sắng và trang nghiêm. Chúng con cũng xin cảm ơn quý cha, quý cố vì lòng yêu mến. Con xin nói thêm về ngày lễ của chúng con với thánh lễ của ca đoàn giáo miền Bái Xuyên. Chúng con đã có truyền thống từ lâu, đã được quý cha hiệp nhận những năm trước cũng đều cho phép chúng con được tổ chức. Tuy nhiên,
một sự kiện, một bước ngặt lớn lao hơn đã tiến với anh chị em chúng con. Khi mà ngày 22 tháng 11 năm 2018, chúng con được tổ chức, được cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, chính xứ Bái Xuyên, đã linh hứng cho chúng con chọn thánh nữ Cecilia là quan thầy bổn mạng cho ca đoàn giáo xứ giáo miền Bái Xuyên, và được mừng lễ thánh quan thầy lần đầu tiên tại giáo họ Đồng Lạc, xứ Bái Xuyên. Kể từ đó tới nay, được phép của các đấng, chúng con vẫn được tổ chức mừng lễ đầy đủ và chính ngày luân phiên tại các giáo xứ họ. Nhân dịp này, chúng con một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm của cha xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn đối với anh chị em ca viên chúng con. Chúng con cảm ơn quý sư nhà dòng Bái Vàng, quý cố đã về tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con cảm ơn đại diện ban mục vụ hai giáo xứ, các giáo họ cùng các hội đoàn trong giáo xứ giáo miền, các ân nhân, thân nhân đã cộng tác cách này cách khác vào việc tổ chức thánh lễ của chúng con hôm nay. Bên cạnh đó, chúng con cũng xin các tiểu ban, chủ âm thanh, ánh sáng, ẩm thực và nhiều sự hy sinh thầm lặng của bà con trong giáo xứ sở tại để thánh lễ được diễn ra tốt lành. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, muôn lời cảm ơn của chúng con vẫn chưa thể nói hết được tâm tình đầy ắp của chúng con. Vậy nên chúng con xin gửi gắm tình cảm đầy ắp đó qua những bó hoa kính dâng cha đón nhận cho chúng con. Vâng, chúng con xin kính mời cha xứ lên lãnh nhận bó hoa mà chúng con gửi gắm tình cảm tâm tư vào đó. Xin cha vui lòng đón nhận cho chúng con. Xin cộng đoàn chúng ta cùng một trong phát lại thầm lớn nữa để cảm ơn cha. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn cha và cộng đoàn, xin ơn lành của Thiên Chúa và lời cầu bầu của Thánh Quan Thầy được ban chan hòa trên cha và cộng đoàn. Chúng con xin đồng cảm tạ. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời cha và đại biểu khách cùng chung chia niềm vui với chúng con trong bữa tiệc mừng. Và đến 19:30, chúng con kính mời quý cha và cộng đoàn cùng tham dự buổi hoan ca mừng thánh nữ của anh chị em ca đoàn chúng con. Chúng con xin cùng nhau kính mời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các ca viên nơi ca đoàn, một cái dấu hiệu có thể nói là một phép lạ mà chúng ta đã thấy, thời tiết rất là ủng hộ chúng ta. Nếu như buổi chiều ngày hôm qua mà chúng ta ngồi ở đây thì vào lúc 4 giờ chúng ta ngồi ở đây rất là nắng, thì hôm nay thì thời tiết lại mát. Thế rồi chúng ta lại thấy có những cơn mưa sau khi chúng ta đã hội thảo, chúng ta bước vào giờ cung nghinh thánh nữ Cecilia, thì mọi người chúng ta đều lo lắng không biết có thể dâng thánh lễ ở ngoài này không. Và tôi cứ tin rằng nếu như chúng ta xin là sẽ được. Điều căn bản là chúng ta phải tin, một chút thử thách để cảm nghiệm cho lòng tin của chúng ta. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta thấy mọi sự cũng đang có thể nói là khá hoàn tất. Còn một phần nữa, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ được hoàn tất, được tốt đẹp trong ngày mừng lễ hôm nay. Để rồi chúng ta cùng với nhau tôn vinh Thiên Chúa và cùng với Thánh Nữ Cecilia để chúng ta bước vào những cuộc tử đạo mới. Có thể chúng ta sẽ không có cái cách thức tử đạo khốc liệt
như Thánh nữ Cecilia. Nhưng để làm tròn được cái sứ mệnh của một ca viên, chúng ta phải tử đạo. Một, ở đây tôi cũng xin được chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt là các hội viên nơi các ca viên nơi ca đoàn của cả hai giáo xứ và các giáo họ, là tôi thấy cái đội ngũ ca viên của chúng ta khá là đều. Nó đều ở lứa tuổi và nó đều ở cái tuổi của chúng ta đây, thì những sự hy sinh của chúng ta nó cũng có thể nói là nó chín chắn rồi. Nó không đến nỗi nó phải bận rộn hoặc là bột phát về những cái công việc khác. Tuy nhiên thì nó đòi hỏi chúng ta cũng phải hy sinh hơn. Nhất là ca đoàn của nhà sĩ Bái Xuyên, tôi thấy các anh chị đi học tập hát khá đều đặn. Với cái danh số, cái con số lên tới hơn 70 người mà thánh lễ ngày Chủ nhật lúc nào cũng khá là đầy đủ. Đó là điều mà chúng ta phải ca khen nhau, chúng ta cũng phải nói lên lời khen ngợi nhau. Thế rồi không phải chỉ nhà sứ mà các giáo họ, và điều quan trọng là chúng ta phải có tinh thần hy sinh. Đây là điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở nhau thêm. Để rồi cũng chúng chính trong tinh thần tử đạo của Thánh nữ Cecilia, chúng ta cũng biết bỏ đi. Có thể nói là ngày Chủ nhật thì ngày hôm nay đa phần các công việc dồn vào ngày Chủ nhật, từ ma chay, cưới xin, hiếu hỷ, thế rồi những công việc khác chúng ta đều dồn vào ngày Chủ nhật. Nhưng nếu là một ca viên khôn ngoan thì chúng ta biết thu xếp được tốt để chúng ta phục vụ Chúa. Một vài lời xin được cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ban mục vụ của họ, của thành lập, cùng với tất cả mọi người đã công tác để chúng ta có một ngày lễ tốt đẹp. Chúng ta xin tạ ơn Chúa và cùng nộp tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Mời cộng đoàn chúng ta đứng. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Thánh nữ Cecilia, vinh hiển đồng trinh và tứ đạo của Chúa Kitô. Chúng con cảm phục lòng can đảm của thánh nữ đã tuyên xưng đức tin trước sự bách khải nghiêm trọng, và tình yêu đại lượng của thánh nữ đã dám dâng mang sông mình để làm chứng cho lòng tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Cùng với thánh nữ, chúng con cảm ơn Chúa về những hồng ân kỳ diệu mà Chúa đã ban cho thánh nữ để làm cho đời sống của thánh nữ trở nên thanh thiện và đẹp lòng Chúa. Giữa sự giàu sang thuộc về thánh nữ, con cảm ơn Chúa về đặc ân Ngài ban cho thánh nữ được đón nhận triều thiên vinh hiển của thánh tử đạo. Lạy Thánh Cecilia, con cũng cảm phục sự tinh tuyển của tình yêu đã thắt chặt thánh nữ với đấng cứu độ. Điều ấy thật lớn lao trong con mắt của thánh nữ hơn tất cả mọi tình cảm của loài người, để thánh nữ có thể tuyên bố chính mình trước những kẻ thù của giáo hội rằng: tôi là hiền thê của Chúa Kitô. Xin thánh nữ cầu bầu cho chúng con biết noi gương thánh nữ, hầu có thể giữ gìn thân xác chúng con trong sạch và linh hồn thanh thiện, hầu chúng con có thể yêu mến Chúa Giêsu với tất cả trái tim. Trong thời đại đầy những sự tìm kiếm thua vui nhưng thiếu đức tin, xin dạy chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin và sẵn sàng hy sinh bản thân để thực hành niềm tin. Hầu nhờ gương sáng của mình mà chúng con có thể dẫn đưa người khác tới gần Chúa Kitô và giáo hội mà Ngài đã sáng lập, để cảm tạ Chúa về những ân huệ đã ban cho Thánh Cecilia. Xin đọc kinh lạy Cha, kinh mừng, sáng danh. Lạy Thánh nữ Cecilia, đồng trinh tử đạo của Chúa Kitô, xin cầu cho chúng con. Amen. Chúa cánh nhân trinh nữ Cecilia.
con trông cậy ra thanh được mẹ Chúa Trời, xin cho trên cho mọi lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền minh sáng lang hằng trượng con trông cậy ra. Amen.